4 tháng 4 nha. Đại Bồ Phước Lộc chào tất cả anh em chú bác trong tỉnh và ngoài tỉnh nha. Một ngày mới được nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay em cũng tiếp tục diện mớ bò mini nha anh em chú bác. Tết bò hôm qua em đăng em bò nhỏ em bán hết rồi nha. Còn này em về bò mới không nha anh em chú bác. Thì bò này thì em còn cặp nó giá nó nới nè anh em chú bác ơi. Đây. Bò này mét 2 2 phân à. Hai con đồng cơ nè. Hai con này 21 1 năm nè. Hai con bò này giá nó rẻ nha anh em chú bác. Em gáp lại hàng bò giá nới nha, em mua nới em bán nới nha. Hàng bò này thì cái giá nó có 23.500.000 nha. Hàng bò này anh em chú bác nuôi là nhiều nha. Giá nó thành nó rẻ nè. Bò này em dẫn bò lai nha anh em chú bác, lỗ tai bự nha. Nó dạng này nó thả lan, nó không được phóng bẫy thôi nha anh em chú bác. Đây. Xương nó dạng ngày xương cũng ống cao nha. Đây. Bò này em cũng bò mới về không nghe. Nó còn hơi dơ nghe anh em chú bác. Bò này cũng mắc 2 năm phân nè. Bò này bò thùng dạo nghe anh em chú bác. Đây. Đây anh này là bốn vách nha. Anh này đẹp lắm nghe. Cái mới về nó hơi dơ nghe, chưa được tắm rửa nó không có được bóng bẫy nghe anh em chú bác. Bò này tốt lắm nha anh em chú bác. Bò này 21-30 nha anh em chú bác. Giá này giá cực kỳ nha, 21-30 hai bò này tốt dữ lắm nha. Đây kế tiếp anh em cũng 21-30 21-35 này, hai bò này tốt lắm nha anh em chú bác. Bò này hai con này đều nha, đoạn hình ok nha. Anh này mét 27 nha, hai con đi đôi nha. Hai bò này dữ lắm nha. Chân móng hoàn thiện nha anh em chú bác. Hai bò này đi đường dài trúng nha anh em chú bác. Hai con một bản hình bản xương nha. Chiều cao mà hai con này cũng đi đôi được nha anh em chú bác. Đây. Nó đứng nó gục vậy chứ nó mà đo chính xác là nó cũng là 1m28 chứ không thiếu nha anh em chú bác. Hai con chặn lai chặn đòn nha anh em chú bác. Hai con bò này tốt, bò dữ lắm. Anh em chú bác gần xa có nhu cầu mua thì số điện thoại của em ở trên màn hình nha. Số là cũng số Zalo nha anh em chú bác. Có hộp nhãn alo em nha. Đây. Kế tiếp em còn 21-50. Đây anh này thùng dạo nha. Anh này cũng dữ lắm nha anh em chú bác. Xương cũng là xương khủng nha, bò này bò cũng dạng bú dách nha. Đây khoảng đùi anh tốt lắm nha. Anh này cũng chiều cao cũng khoảng tầm 1m3 nha. Đây. Đó, nó 1m3 nha anh em chú bác. Anh này là cái đòn hình đầy đủ nha. Này là xương cốt anh to nghe anh em chú bác. Đây anh này gáp với anh này cũng được nữa nghe. 21-80 nghe. Hai con cũng một thùng dạo đi đâu được nghe anh em chú bác. Đây. Anh
mét ba ba ba, ba phân nha. Hay nhóm chút đỉnh ngang mà anh này gáp trúng nghe anh em chú bác. Bò này em cũng mới về không nghe. Đây. Hai con này đi đâu được nghe anh em chú bác. Đoạn hình thùng dạo đi đâu nghe. Anh này lông anh hơi cũ chút nghe chứ hai con này trúng bò nghe em chú bác. Đây, kế tiếp thì em còn số bò bự nghe. Bò này cũng thay gân nha. Đây cặp số 1 nha anh em chú bác. Bò này cũng thay gân hết trơn nha. Hai con bò số 1 này nó cũng mét tư 8 phân hết trơn nha anh em chú bác. Hai con bò này ủ mau nha anh em chú bác. Bò đoạn hình có đầy đủ nha. Hai con số 1 này trúng bò nha anh em chú bác, đoạn dài lắm nha. Hai anh này dàn da lông nhuyễn da mỏng nha. Bò này dỗ tốc độ lắm nha anh em chú bác. Hai con này ủ mau nha anh em chú bác. Hai con này em cũng báo giá luôn nha, 57.500.000 nha. Cặp số 1 nha anh em chú bác. Bò này bán đùi tốt lắm nha. Hai con một ngoại hình. Đây kế tiếp cặp số 3 nha anh em chú bác. Hai con này em cũng báo giá luôn, cũng 57.500.000 luôn nha anh em chú bác. Bò này thì mất từ 5 phân nha. Hai con này thì lực lắm nha anh em chú bác. Hai con này gáp vô cũng trúng nha, một ngoại hình nha anh em chú bác. Chân móng hoàn thiện nha anh em chú bác. Đây. Kế tiếp bò số 4 nha, bò này bò cú nha. Ảnh đứng giá trên giá dưới nghe anh em chú bác. Lẹo giái nghe. Cú này 28 năm nghe anh em chú bác. Đây kế tiếp em còn cặp giỏ số 2 nha. Bò này nó dư mất từ chút đỉnh nha anh em chú bác. Bò này cũng thay gân nha. Anh cú này cũng thay gân nha. Hai con này em cũng báo giá luôn 49 triệu nha. Bò này thì dư ủ tốc độ nha. Nó cũng già dữ lắm nha anh em chú bác. Thank you.
Đây cặp số 2 nha. Đây kế tiếp em cặp số 5. Bò này hai con này cũng thay răng nha anh em chú bác. Cặp số 5 nha. Hai con bò này em cũng báo giá luôn nha, 56 triệu nha anh em chú bác. Hai này về ủ cũng tốc độ nha. Nó dạng thay răng về ủ mau nha anh em chú bác. Thì anh em chú bác có nhu cầu mua alo em nha. Chạy bò em thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha anh em chú bác. Rồi, chào tất cả anh em chú bác nha. Em kết thúc video nha. Có nhu cầu mua ủng hộ tiếp em nha. Thì em quay em báo giá, muốn gáp con nào cũng được trơn nha. Bao phí vận chuyển luôn nha anh em chú bác.